Con để tóc chồng con như này thì cháu ông như thế nào nhỉ? Bố không phải phải lo, thời đại nào rồi mà bố không phải lo. Top 5 kiểu tóc cho chú rể có một đám cưới trọn vẹn. Kiểu tóc đầu tiên, môi chuẩn. Tiếp theo, sai bát anh Tú. Kiểu tóc I believe. Tiếp theo, sai tóc rủ. Tiếp theo, kiểu tóc ăn là cắt. Cuối cùng, sai bát 73 bước xoăn. Thế thì bố còn lo về gen của con nữa không? Nhưng mà con lo về gen của bố nữa.